Tại lớp nail của trung tâm Honey thì có một cái bài đáp rất là double. Mà double cái ôm rê là mày khó nha. Nhưng mà Nhân có một cái cách vô cùng đơn giản giúp chúng ta thành công ngay từ lần đầu tiên. Đầu tiên chúng ta đi một lớp bột ở đầu móng trước ha. Chúng ta sẽ đi các kéo bột, kỹ thuật kéo bột nhiều cục. Đặt cục bột lên chiếm 70, 50, 60% diện tích mặt móng. Lưu ý khi chúng ta đi cái lớp mà màu đầu tiên á, thì cái chân móng này của chúng ta nè, cái chân màu này chúng ta phải thật là mỏng nha. Và cái màu này của chúng ta không cần phải quá dày vì là chút nữa chúng ta sẽ phủ lia lại. Các bạn cứ đi mỏng như bình thường ha, miễn là có màu đầy đặn là được rồi. Và đây phải thật là mỏng nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi một cục vào. Chúng ta sẽ chia cái phần ombre làm hai phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ đi vào ngay chỗ cái chân mà vừa rồi chúng ta bán thật mỏng á. Chúng ta vàng bên trái, vàng bên phải, chúng ta sẽ lợi dụng cái độ chảy của bột, chúng ta sẽ ôm xuống. Ôm từ trái qua phải, từ phải qua trái. Làm sao mà cho bột mình nó có độ rải đều. Rồi. Lớp thứ hai chúng ta sẽ chỉnh cho tròn khóe nè, tròn chân móng nè. Ta đợi bột hơi dẻo dẻo và chúng ta kéo xuống. Cục thứ hai này giúp cho chúng ta làm tròn chân móng thôi, không còn có tác dụng ombre nữa nha. Ombre cục thứ nhất đã xử lý rồi. Rồi, vậy là xong rồi, và bây giờ chúng ta lên lớp lia nữa là xong nha các bạn.